Sở Y tế Lâm Đồng vừa chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường phòng chống sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ và các loại dịch bệnh trên địa bàn. Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố huy động các phòng ban thuộc địa phương quản lý để tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, phòng chống sốt xuất, xuất huyết, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết, tăng cường giám sát chặt chẽ bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn và có các biện pháp xử lý như tổ chức diệt lăng quăng phun hóa chất diệt mũi phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục đặc biệt là tại nhà trẻ trường mẫu giáo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bằng ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đồng đốc các đơn vị triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, theo đúng quy định, kịp thời khống chế không để dịch bùng phát lan rộng.